mình tiến hành đo test cái bộ led LG 4 cộng 4 nè. Một bộ nó là 4 dãy, gồm mỗi dãy là gồm có 2 cây 4 cộng 4. Con này mình bán cho một bạn ở Nha Trang, Khánh Hòa. Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa nha. Bạn nói sao nhận được 4 cây led mà đo 8 cây mà đo mà có 4 cây lên à. Hỏi đo làm sao? Thì bạn đo từng cặp cộng trừ như vậy. Đây. À, lên 1 cây. 2 cây. 3 cây. 4 cây. Ha, 4 cây này lên ok bình thường, còn 4 cây này bạn xác định là bạn đo là không lên. Thì mình đo cũng không lên nha. Đo thì không lên. Đó. Thì mình nói á, là đo mấy cây led này á, là phải nói nó lại. Nói nó lại mới đo được. Chứ mình bứt ra là giống như nó đứt mạch rồi. Thì làm sao mà đo được? Đây mình nói là mình đo đây. Đó. Lên ok bình thường ha, lên tất cả luôn ha. Còn tất cả các led đều lên hết. Đó. Bạn nói là bạn đo bằng bình ắc quy. Chế bình ắc quy lên đo thì đương nhiên bình ắc quy chỉ đo được 4 bóng mà nói 2 cây lại đo đâu có lên đâu. Mà cứ chân người ra cãi nói là bộ led này hư. Thì hư thì cứ báo trả lại thôi. Nếu mà không phải thợ thì thôi mình không có bán cho mấy khách như vậy ha. Nếu mà không có được cái hộp đo led nữa, cái hộp này thì trước đây giá tiền nó cao 300-400-500 ngàn, 500-700 ngàn. Giờ thì cái hộp này rẻ rề rồi, cái hộp này nay giá này là dưới 200 ngàn rồi. Hiện tại mình đang bán là 195-190 ngàn gì thôi. Cái hộp test led này nè. Nếu mà thợ mà không mua nổi cái hộp test led này thì cũng thôi đi, đừng đi đặt mua led gì cho tốn thời gian. Thợ mà mình đã hướng dẫn rồi, nó thì ở đây mình đo rõ ràng thì cũng là 4 cây lên. Đó, 4 cây không lên. Đó. Cứ kêu là cái này nó có ghi cộng trừ rồi. Mà sao đo không lên? Đo không lên thì phải rồi. Nói lại đo nó mới lên chứ. Thứ nhất là không chịu nói lại, rồi nói lại rồi cũng chẳng có đồ nghề để đo nữa. Thì đo làm sao? Test làm sao? Đó. Mua quán thợ thầy sửa kiểu vậy tốn thời gian của người khác. Nếu như mà hả, cảm thấy mà làm thợ mà không mua nổi cái hộp test led nữa thì thôi dẹp tiệm luôn đi cho rồi. Rồi mấy cái bộ led khác mà nói hai đoạn lại này cũng đo tương tự nha mọi người, chứ đừng có mà phán là bộ gì 8 cây mà có 4 cây chạy đi thì quỳ lại luôn. Bán buôn mà cứ gặp khách như vậy hoài chắc chết.